Anh em đang cần một giả lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn hình thì ấn tải luôn NLDPlayer ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ui, hôm nay mình đang lướt comment ở trên YouTube thì thấy một bác comment là sao không lấy em tinh quái khúc du, anh thấy nó cũng ngon mà. Thế là mình mới để ý ở trong cái phần tầm bảo trợ yêu là có thể lấy được em tinh quái khúc hồn nhé. Thì mình bảo ôi chết rồi, quên mất, mắt bơp quá. Thì ở trong video trước mình cũng đã review về tinh quái mới, thì mình bảo là có một cái duyên mới phàm nhân tu tiên này, có khúc hồn với cả em này nguyên dao. Thế mà mình lại không để ý. Kìa, ảo ma Canada thế nhỉ, thế là quay xe luôn. Mình lấy luôn em tinh quái khúc hồn ở đây anh em ạ. Bây giờ thì còn vài lượt nữa thôi, mình sẽ phải all in nha. Hôm qua là mình nạp 30 cái cơ duyên thiên địa, tức là mất 129k để dành để ngày mai mốt hết cái thẻ tháng là mình sẽ gia hạn luôn. Nhưng mà thôi, tình hình này là chắc là phải tiêu luôn anh em ạ. Đây, không cần phải nhắc lại bạn này, cho đi luôn 7 lượt này trước nha anh em. Nếu như 7 lượt này mà không được thì mình bắt đầu mới tính tiếp. Ok, Tầm Bảo, hy vọng rằng là ra luôn khúc hồn anh em nhá. Đi đi. Cày thế nhỉ, 733 rồi mà vẫn chưa ra anh em ạ. Oh no. Bình thường mình toàn 5-60 lần là mình ra rồi. Ai ngờ đâu lần này đèn qua. Thôi thì đành vã thêm 128 cơ duyên thiên địa nữa vậy. Ai xì bà. Thôi cố lấy về review cho anh em xem như thế nào nhá. Xem anh em có nên chơi không. Sạp đại yêu, gói hạn giờ. Đây rồi. Đây, một phát. Cái này thì được thêm 15 lần nữa này. Ok luôn. Tiếp tục là tìm báu nha anh em. 17 lần. Let's go. Ôi trời ơi, kiểu gì vậy? 83 trên 100 rồi. Quả này là 90 này anh em này. Được không? What? 90 rồi. Holy shit. Cú thế nhở. Thôi lại được thêm cả skin nữa rồi anh em ạ. 4 lần nữa, 94, hy vọng là ra đi. Xin ấy. Thôi kìa. Đủ. Cày thế nhở. Cú vai. Lại phải thêm 25k nữa để được thêm 9 cơ duyên thiên địa anh em ạ. Ôi giời ơi, đèn quá. Ôi kìa, 65 ạ. Thì vẫn phải thêm 25k nữa. Bực vãi cả trưởng luôn. À đúng rồi, thì anh em nếu như mà nạp ở trên Ninepay ấy, 9Pay cái app ấy, thì sẽ được hoàn trả một chút. Đấy, nó sẽ rẻ hơn một tí so với nạp trực tiếp ở trong game anh em nhá. Chơi luôn này. Rồi, thế là đủ cơ duyên thiên địa chứ nhỉ. Đâu rồi, 71 rồi. Thêm một phát nữa, gói hạn giờ đây. 15 phát thôi, thì quả này thì kiểu gì chả ra. Lên luôn đi, đấy. Cuối cùng thì cũng được cái em khúc hồn rồi. Tiếp tục là vòng chu tước đây. Quay trở lại với vòng chu tước. Ôi rồi nhưng mà không được gì cả anh em nhá. Có thêm mình ấn ký trong sạp đại yêu để mình xem thử xem nào. Mua được cái này này. Làm tí nhỉ. Ôi à, được nha. À, thế thì mình sẽ mua ở đây. Ở đây nó có một cái đổi lựa chọn chu tước cả phượng vũ, bích lân các kiểu. Thì mình sẽ lấy mắc cái này nha. Ok luôn, 20 cái này. Rồi, lần sau thì mình sẽ tích lũy cái kia thôi. Và mình sẽ mua mảnh đấy, đỡ phải nạp nữa anh em ạ. Hợp lý luôn. Ồ, nhưng mà lần sau nhớ đâu nó lại ra con nguyên dao này sao nhỉ? Ảo ma Canada đấy. Tiếp tục là còn 30 cái ấn ký này, làm luôn cái pháp bảo tùy chọn anh em nhá. Và lại còn 10 cái ấn ký nữa ở đây thì làm tiếp tục một cái dương hóa hình vật cưỡi anh em ạ. Đây rồi. Mở luôn cho anh em xem này. Dương pháp bảo. Còn cái gì chưa có? Cái này là tăng công HP. Thú. Cái này là tăng cái gì? HP. Thú. Công này. Công. Chơi luôn này. Ấn ký xem được cái gì không nha. Rồi luôn. Không được cái tím nào anh em ạ. Linh thú ngẫu nhiên. Em gì? Anh em đoán đi. Đoán đi. Dài toàn nghề. Cày đấy nhờ. Tiếp tục là pháp bảo tùy chọn này anh em này. Pháp bảo tiên đồ luôn nhé. Cái này là tăng cái gì công 3% luôn. HP 3%. HP 3%. Tất nhiên là chọn cái công rồi. All in vào công anh em ạ. Đây là có cái gì đây. Dùng luôn. Dưới này xem nào. Ấn ký này. Dùng nốt. Á, mình vừa nhìn thấy có cái giảm sát thương cuối, cái ấn ký anh em ạ. Còn đây là cái hóa hình đúng không? Thuyền bay, pháo, cám mập, diều giấy, kéo kim dao, như ý, hứa, hạc giấy. Lấy con gì cho nó oách xà lách nhỉ? Lấy con cám mập vậy đi. À, ôi, khoan, cái này là cái gì nhỉ? Thuyền thần phong à? Đấy, đúng rồi, mình cứ phải thuyền với cả cám mập cho nó chất nha. Đấy. À, đây nữa anh em ơi. Oh yeah, mình đã có thêm một cái skin mới rồi. Mở khóa luôn. Cũng đẹp dài. He he. Được. Ui, chất đấy. Anh em thấy được của nó không? Nào, vật cưỡi. Hóa hình đây rồi. Một cái đầu tiên là kích hoạt. Ok luôn. Cái thứ hai, kích hoạt tiếp. Ồ, cái nào cũng tăng gọi là 108 vạn nhỉ anh em nhỉ. Thôi, để mình ảo hóa con cá mập này cho nó chất chơi người rơi anh em nhé. Và tiếp theo nữa đó chính là em tinh quái này, ghép luôn. Sau mỗi lần tấn công được tăng 10% suy yếu linh thú, cộng dồn tối đa 5 lần, tức là làm giảm mà bọn nó đi 50% anh em nhé. Để mình xem skill level 2 xem nào. 12%, level 3 là 14, level 4 là 16, level 5 là 18. Ui, thế phải lên được level 6 thì lúc đấy mới khỏe được anh em ạ. 20% suy yếu linh thú tức là giảm bọn nó đi 100%. Nếu như bọn nó mà không có cường hóa linh thú thì bọn nó chết với mình. Tinh quái. Đâu rồi, thế bây giờ phải ra trận em gì đây? Đại Sơn Yêu Tiểu Long Nữ. Rồi trận Đại Sơn Yêu. Cho vào đây đi. Ai à, trận đây, trồng ngầu đây anh em ạ. Ok là đi đánh thử đấu pháp một vài trận xem nào. Khiêu chiến. Ở đây có ông nào lực chiến cao ngang tầm mình tí không nhỉ? Ok này. Rồi. Tấn công. Úi giời. Úi giời. Ứng Long đánh không thấm luôn anh em ạ. Tất nhiên là lực chiến ông đấy yếu hơn mình nhưng mà giảm đi tận 40%. Thì linh thú của ông đấy nó cũng gọi là đánh như gãi ấy. À đây này, có ông này 6,45 ức này, đánh thử nha. Và rồi là cùng bang nhưng đánh thử tí nha, thông cảm nha. Ok. Một phát, 2 phát này, 3 phát này. Giảm được 30% à? À 40% ạ. Đấy. Cũng thốn đấy anh em ạ. Ê à, nghe vẻ là cũng ghê gớm đấy nha. Không đùa được đâu. Bởi vì tầm này nếu như anh em mà chưa có Đại Sơn Yêu level cao ấy. Thực ra nếu như mà anh em build được em Đại Sơn Yêu đâu nhở? Đây này, lên level cao thật là cao thì nó cũng sẽ ổn đấy. Nhưng mà tầm này thì Đại Sơn Yêu của mình bị động của nó bất động như núi, mới có level 1. Thế thành ra là giảm được 10% sát thương cuối, duy trì đến hết trận. Mà trong khi đó em này được cộng dồn lên 50% suy yếu linh thú thì rất là ngon nha. À, tầm này là ngon hơn Đại Sơn Yêu đấy. Mình thay cho Đại Sơn Yêu là hợp lý rồi. Nhưng mà vẫn còn cái nữa để mình test thử với cả môn phái Liên Bạo xem như thế nào anh em nhá. Xem là DPK thì nó sẽ hợp lý hơn hay chưa. Rời trận một chút này. Vào đây thì cho em này. Ok, thần thông thì mình cũng điều chỉnh một chút thành kim cang bất hoại này. Ở đây cũng là thực hồn chú này. Tiếp theo trên này thì pháp thiên tượng địa mới có level 1 anh em ạ. Thôi, chơi thử cái kim quang hộ thể vậy. Ok nhá. Để mình đánh thử PK xem nào. À, ở đây có bạn 6,38 ức này. Test thử nha, mình sẽ để tốc độ tầm x1, x2 thôi. Có liên kích không? Ôi ôi, hiện tại là bạo kích của mình đang cao hơn liên kích. Một phát này. Chưa thấy có liên kích, mình đang muốn test xem là nếu như mà đánh liên kích ạ thì nó có tính là một lần tấn công hay không. Kiểu như mỗi phát liên kích nó cũng đều tính là tấn công thì nó sẽ kích hoạt nhanh hơn ấy. Nhưng mà tạm thời là chỉ số liên kích của mình đang bị xuống thấp quá, 167%, trong khi đó bảo kích là 316%. Ôi ôi, bảo sao hôm qua đi đánh dị thú xâm lược nó lại ít như thế. Ok, nhưng mà không sao. Chơi ở phái né như thế là cũng thấy ổn áp ở đây anh em ạ. Có thêm em tinh quái mới này, xịn xò con bò phết. Anh em thử lấy chơi xem như thế nào nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo nhá.